Mọi chuyện khởi nguồn từ khi Jazok và Eli trên đường đến California để dự bữa tiệc sinh nhật của Terzi, bạn thân của Jazok. Họ đã đến căn hộ Terzi sinh sống. Jazok và Terzi gặp lại nhau đều rất vui mừng. Căn nhà penthouse của Terzi đúng quả thật như cái tên. Mọi thứ trong căn nhà đều tự động, view cửa sổ cứ phải nói là nhức cả nách, không kém cạnh gì những tòa nhà cao chọc trời bên Dubai. Người bạn Terzi vừa gặp Eli liền quay sang chôn chôn cô rằng, có thể để chồng của cô ở lại với anh ta được không? Nghe xong Jazok bảo vợ mình nên lờ đi và không cần nói gì cả. Vừa đến, Terzi đã rủ hai vợ chồng Jazok đi bơi, không quên rủ cả người đẹp của mình. Cả đám bọn họ đã có mặt tại bể bơi, hàn huyên nói chuyện rất vui vẻ. Tối nay chính là bữa tiệc sinh nhật của Terzi, mọi người tới tham dự khá là đông, cùng hò reo cụng ly, tạo bầu không khí rất náo nhiệt. Hai vợ chồng Jazok đang bên nhau rất vui vẻ thì Jay và Terzi tới hỏi thăm. Jay còn biết được hai vợ chồng họ đang tìm nhà còn gợi ý muốn hỗ trợ, nhưng khi nói tới đây thái độ của vợ chồng họ có vẻ ngượng ngùng. Người vợ Eli liền xin phép vào nhà vệ sinh một lát. Terzi thấy vậy cũng khoác vai người bạn thân của mình đi trước, bỏ lại Jay một mình. Terzi và Jazok ngồi xuống tâm sự cùng nhau. Terzi muốn bạn mình cùng tới Los Angeles và nói cần sự giúp đỡ của cậu, nhưng Jazok liền biết được ý bạn mình đang muốn giúp đỡ nên đã từ chối việc đó. Nhưng Terzi vẫn thuyết phục cậu bằng mọi cách khiến Jazok có chút dao động, nhưng anh nghĩ tới Eli sẽ ra sao nếu mình ở lại đây. Gần cuối bữa tiệc, Jazok tới gặp Eli, cô có vẻ đang rất tức giận về việc chuyển tới một nơi ở mới. Hai người sắp xảy ra cãi vã thì một người phụ nữ bước vào. Và Eli cũng kể cho chồng mình về việc đang mang thai. Jazok khi nghe thấy vậy cũng không vui một chút nào, thấy thái độ của anh ta vậy, cô liền giận dữ bỏ đi. Trong phòng, mọi người tham gia bữa tiệc đều đã say, hét hò ầm ĩ nên đã bị quản lý tòa nhà tới nhắc. Đêm hôm đó, trên trời xuất hiện những thứ gì đó phát ra tia sáng màu xanh lam rơi xuống mặt đất. Trong phòng khách, có một người phụ nữ và Jay uống say đã ngủ lại đây. Jay nằm dưới sàn nghe thấy tiếng động đã tỉnh dậy, nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ nên đã kéo rèm cửa lên. Ánh sáng màu xanh chói lòa, người đàn ông như bị thôi miên, mặt nổi lên các gân, mất đi ý thức mà tiến về phía đó. Người phụ nữ nằm trên sofa thấy vậy nên đã hét lên cản nhưng vẫn không cứu được, anh đã biến mất. Lúc này, vợ chồng Jazok đang ngủ trên giường. Eli thấy điều lạ nên đã gọi Jazok dậy, đúng lúc đó xuất hiện một trận rung chấn, người chồng liền bật dậy ra ngoài kiểm tra. Ra ngoài phòng khách, Jazok thấy người phụ nữ ngồi một góc đang rất sợ hãi, quay nhìn về phía cửa sổ thì anh bị tia sáng màu xanh thôi miên. Người phụ nữ thấy vậy, liền tới kéo anh ta lại nhưng vẫn không đủ sức ngăn cản. May thay, Terzi đã tới kịp và đã cứu được, ánh sáng đó cũng biến mất. Jazok ngất đi, những người xung quanh không ngừng lay anh dậy. Terzi cũng bắt đầu nhớ tới Jay, không ngừng hỏi người phụ nữ về việc không thấy anh ta đâu. Biết anh ta đã bị thứ ánh sáng đó mang đi thì Terzi cũng vén rèm xem thử, thấy những thứ trước mắt thật khó tin mà. Bên này Jazok cũng đã tỉnh và hồi phục bình thường, dáng vẻ anh lúc này đang rất hoảng loạn chuyện vừa xảy ra. Bên ngoài có tiếng gì đó, Terzi liền dùng ống nhòm để Jazok quan sát nhưng vẫn không thấy gì. Người phụ nữ tóc bạc máu quyết định gọi cảnh sát, Jazok thì cầm máy ảnh để chụp hình, còn Terzi cũng chuẩn bị một khẩu súng. Jazok và Terzi cùng nhau ra ngoài, bắt gặp Watt ôm chó đi dạo. Ông ta nhìn thấy Terzi cầm súng rất ngạc nhiên, nghĩ rằng anh ta chắc bị khùng. Phía này, người phụ nữ tóc vàng rất sững sờ lướt xem tin tức, mà không thấy chút thông tin gì vụ việc xảy ra, TV thì bị mất tín hiệu. Terzi và Jazok đã đến sân thượng, cả hai chứng kiến tận mắt bầu trời mây đen mịt mù. Những tia sáng trên trời rơi xuống, có thứ gì khổng lồ xuất hiện, nó có thể bay lơ lửng trên không trung. Hai người liền chạy vội vào phòng. Eli đang nhìn qua cửa sổ đã bị tia sáng xanh làm mất đi ý thức, may có Jazok kịp cứu thoát. Cả nhóm rơi vào trạng thái bất an, chẳng lẽ phải chờ đây chết? Terzi nảy ra ý tưởng gì đó nên đã đi ra ngoài. Còn Jazok vào một căn phòng riêng vén áo lên, bụng của anh ta xuất hiện thứ gì đó, kỳ quái nhưng anh ta vẫn giấu mọi người kể cả vợ mình. Terzi tới gõ cửa tìm Watt tìm sự giúp đỡ, nhưng không thấy động tĩnh nên anh đã xông vào, thấy ông ta co ro ôm cả chú cún trốn một góc, thấy Terzi mới đứng dậy. Terzi muốn rủ theo lão đi trốn nhưng mà quá đen, bên ngoài cửa sổ có con quái vật vươn xúc tua dài ngoằn vào phòng thăm dò, con chó của lão phát ra động tĩnh vậy là cả người lẫn chó đã bị bắt đi. Terzi không thể trốn được nữa nên đã cầm súng vừa bắn vừa bỏ chạy. Tới phòng mình, anh thông báo cho tất cả người ở đây về vụ vừa xảy ra, khiến mọi người mất bình tĩnh và phương hướng. Đang tìm phương án thì tất cả rèm tự nhiên kéo lên, con quái vật đang bay lơ lửng phía ngoài. Cả nhóm liền tìm chỗ nấp, nhưng các xúc tua của nó không ngừng săn lùng. Sau một hồi không phát hiện người, nó cũng bỏ đi. Cả nhóm lại tiếp tục những ý kiến trái chiều nên rời đi hay ở lại, cuối cùng cũng ra quyết định rời đi. Mọi người nhanh chóng xuống hầm để xe, chia nhau điều khiển xe rời đi. Chiếc xe dẫn đầu của Terzi vừa ra khỏi hầm đã bị nanh vuốt của con quái vật nhấc bổng lên. Lúc này anh đã kịp thời nhảy ra khỏi xe nên tránh khỏi một kiếp nạn. Nhưng đâu dễ vậy, kiếp nạn tiếp theo là chống lại con quái vật này. Anh lấy súng ra nổ liên tiếp vào con quái vật nhưng không hề hấn gì. Terzi bị xúc tua của nó kéo đi, nuốt chửng vào bụng nó.
Nhìn thấy vậy, Eli không ngừng hô hoán tên của Gia Dốc, và những chiếc xúc tua tiếp tục tấn công những người còn lại đang ngồi trên xe. Ai nấy đều lùi xe lại vào sâu trong tầng hầm, tìm lối đi khác. Nhưng phía lối bên này lại xuất hiện con quái vật khác chặn bọn họ, cả nhóm đang gần kề cái chết. Bên kia, có một người đàn ông đã bị ánh sáng xanh thôi miên, mà đã tiến lại gần con quái vật, cùng với đó mà biến thành mồi cho nó. Người vợ của người đàn ông thấy vậy rất run sợ, mà đã lao đến chỗ của nhóm người Gia Dốc. Nhóm của anh thấy vậy cũng đã xuống xe, dùng hết sức mình chạy bạt mạng khỏi sự truy đuổi của quái vật. Bọn họ tới trước một cánh cửa, nhưng mãi không mở được, tưởng chừng bọn họ sẽ chôn thây rồi, nhưng có một chiếc xe ô tô lao tới đâm vào con quái vật khiến nó nằm dài dưới đất. Hóa ra người cứu bọn họ là quản lý tòa nhà, tưởng chừng nó đã chết nhưng không. Nó đột nhiên ngọ nguậy và nhả ra người đàn ông nhớp nháp vừa bị nuốt khi nãy. Nghĩ rằng người đàn ông sẽ được cứu sống, nhưng vào thời khắc đó con quái vật dùng xúc tua của nó quấn lấy đầu, nhấc bổng người đàn ông lên cao, rồi ăn luôn anh ta. Ăn xong, con quái vật hồi phục sức mạnh, còn nhóm người còn sống đã hoảng loạn bỏ chạy tới một sân thượng nhưng vẫn không thoát khỏi. Trên đây, có một con quái vật to hơn đang từng bước tấn công, đẩy bọn họ vào tình thế nguy hiểm hơn. Nhóm người trốn vào một căn phòng lánh nạn, lúc này ai nấy đều bất lực ngồi nhìn nhau khóc, ngồi chờ mong ai đó sẽ tới cứu giúp. Bọn họ đã ăn uống ngủ nghỉ trong căn phòng đó khá nhiều ngày rồi, vết thương trên cơ thể Gia Dốc cũng chuyển biến nặng hơn. Vào tình cảnh khốn đốn này, Eli như không còn chịu đựng được nữa, mà buông lời trách móc Gia Dốc về chuyến đi này. Đột nhiên, bên ngoài có tiếng tàu bay đang tập trung đánh quái vật, nhóm của Gia Dốc quan sát được như thấy tia hy vọng. Một luồng ánh sáng mạnh mẽ tạo nên cơn bão lốc tràn tới khiến mọi thứ hỗn độn, trong làn lốc đó xuất hiện con quái vật đã bị cưỡng chế, mọi người nghĩ nó đã bị tiêu diệt, hết sức vui sướng. Bỗng nhiên, con quái vật phát ra ánh sáng xanh ngóc đầu sống lại, mọi người trong phòng nhận ra kịp thời đã che kín hết cửa kính lại. Gia Dốc muốn ra ngoài, vì ở đây không có điện nước chẳng khác gì tự tìm cái chết. Anh nghe thấy tiếng trực thăng đội cứu hộ bên ngoài, đã định lao ra ngoài nhờ sự giúp đỡ, nhưng bị người đàn ông quản lý tòa nhà ngăn lại. Đang lúc cãi nhau, thì con quái vật xuất hiện phía ngoài, nhưng Gia Dốc vẫn kiên quyết lên mái nhà nhờ sự hỗ trợ. Anh khuyên vợ mình đi theo nhưng đã bị người đàn ông quản lý tòa nhà tát cho mấy phát, nhưng Gia Dốc như bị trúng tà, khuôn mặt biến dạng với đôi mặt trợn tròn bóp lấy cổ anh ta. Sau đó, anh tiến về phía Eli và dẫn cô đi theo, hai người di chuyển lên trên tòa nhà, thấy đội binh, họ liền chạy tới gần yêu cầu được giúp đỡ, nhìn thấy chiếc trực thăng đang bay tới gần. Hai vợ chồng Ma Dốc vui như được mùa nhưng niềm vui ấy chưa gì đã bị vụt tắt. Chiếc trực thăng đã bị con quái vật bám lấy rồi phá hủy luôn. Nhìn chiến sự rất căng thẳng, Gia Dốc và Eli bỏ chạy lấy mạng, nhưng đâu đâu cũng là nguy hiểm rình rập. Gia Dốc bị con quái vật tấn công, anh bị xúc tu của nó đâm vào chân khiến anh ngã khuỵu xuống, nó nắm lấy đầu anh. May là Eli từ phía sau đã dùng búa chém một nhát khiến nó phải thả Gia Dốc, vì thế anh đã sống sót. Nhưng con quái vật bất ngờ hồi sinh khiến Eli trở tay không kịp, thấy vợ mình sắp thành con mồi. Gia Dốc đã không màng sống chết mà dùng tay không giết nó. Eli dìu Gia Dốc bỏ chạy nhưng từ dưới trồi lên một quái vật quá bự theo đuôi, may thay đội quân cứu hộ không ngừng bắn pháo lửa tiêu diệt nó. Lần này, Gia Dốc không còn sức lực chạy nữa, Eli ôm chặt anh trong lòng mình mà không còn màng nguy hiểm. Đúng lúc, có con tàu trên cao tỏa ra ánh sáng màu xanh, hút theo hai người bọn họ vào thân tàu. Họ biết chắc không còn thấy thế giới này nữa nên đã trao nụ hôn cuối, như nói lời tạm biệt nhau. Trong thân tàu, Eli tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên đống xác, và các xúc tua bắt đầu lần lượt đóng chặt vào đầu của những người bị hút vào. Trong này, cô nhìn thấy Gia Dốc nhưng bất lực nhìn anh bị con quái vật hút lấy bộ não. Còn cô, cũng bị những xúc tua quái vật tấn công, tưởng chừng sẽ phải có kết cục như những người tại đây. Bất chợt, một hình thể ngoài hành tinh tới giúp đỡ và còn vuốt ve bụng và đầu cô. Cô liền nhận ra đó chính là Gia Dốc, người chồng của mình. Phần 1 của bộ phim đến đây là kết thúc, chúng ta có thể thấy được giữa Gia Dốc và Eli có một tình cảm thật đẹp, trải qua bao nhiêu biến cố, nguy hiểm. Họ vẫn chọn đồng hành cùng nhau tới cùng, dù thân thể con người không còn nhưng với hình hài mới, Gia Dốc vẫn bảo vệ người mình yêu cho bằng được. Chào các bạn, sau khi chúng ta đã chứng kiến những thảm họa của cuộc xâm chiếm người ngoài hành tinh, ở vùng trời diệt vong 1 thì đến phần 2 của bộ phim cũng không hề kém cạnh, ở đây là những diễn biến xảy ra cùng lúc với phần trước. Trước thảm họa, Mark là một cảnh sát của Los Angeles đã tới nhà lao thăm con trai, tên là Chen. Cậu con trai anh ta đã phạm tội tới lần thứ 3, nhưng với sự quen biết của Mark với đồng nghiệp đã cứu thoát được ra ngoài. Ra khỏi tù với người bình thường chắc hẳn rất vui, nhưng Chen không hề có chút vui vẻ nào mà có vẻ buồn rầu. Chắc đầu anh ta bị chập cheng muốn ăn cơm tù mà. Mark đã dẫn Chen rời khỏi bằng chiếc xe ô tô, chiếc xe như đã muốn đòi tiền nên không lăn nổi bánh. Chen liền đề xuất gọi taxi nhưng vừa ra trại thì làm sao có xu dính túi. Cuối cùng hai cha con họ liền ngậm ngùi đi tàu điện ngầm. Trên xe ông bố khuyên Chen hoàn lương, ông bố có vẻ rất bất lực nhìn cậu con trai của mình. Bỗng dưng, phía ngoài xảy ra chuyện gì đó khiến cả tàu rung lắc dữ dội, não như muốn rớt ra ngoài, người trong xe xô ngã vào nhau, tàu không chạy được nữa, nhân viên trên tàu liền gọi cứu hộ.
Những trận rung lắc liên tiếp khiến cả đoàn người trong xe mất bình tĩnh, cuống cuồng cả lên. Nhân viên tàu đang gọi cứu hộ nhưng không liên lạc được phía bên kia. Không chờ được nữa, Mark đã mở cửa xe ra ngoài, sử dụng nghiệp vụ của mình dẫn đầu đoàn người tìm đường thoát khỏi hầm. Chen quay người nhìn phía sau thấy ánh sáng xanh phát ra phía bên kia nên đã tiến tới. Mark và cô gái thấy vậy cũng đuổi theo phía sau. Tới gần chỗ phát sáng, cô gái đã bị hút hồn mất đi ý thức mà lao về phía đó. Chen không hiểu chuyện gì, đã không ngừng gọi cô ta và kéo lại, nhưng kết quả Chen còn bị lôi theo và cũng bị hớp hồn. Mark không ngừng gọi tên con trai mình, gần sát tia sáng chúng ta có thể thấy rất nhiều người đã bị nó thôi miên tới đây, đang bị một thứ gì đó hút lên trời. Nhìn thấy con trai sắp bị hút, Mark đã lao tới ôm lấy Chen cũng bị kéo lên không trung. May có cái mái hiên cho Mark bám trụ lại, đến khi tia sáng đóng lại cũng nhà hai người họ rớt xuống. Những người còn sống đã cùng hai cha con Mark tìm nơi trốn. Mark đã gặp được người đồng nghiệp của mình Gaki, anh đã kể Mark nghe rằng toàn đồn cảnh sát trống trơn, ánh sáng màu xanh xuất hiện ngoài đường, khiến ai nấy cũng không thể tin vào mắt mình. Mark bảo mọi người tiếp tục di chuyển nhưng Gaki đã nói rằng không còn nơi nào để đi khiến cả hai xảy ra tranh cãi. Đột nhiên, có giọng nói của một cô nhân viên cất lên bảo đi theo hầm sẽ dẫn tới phía tây, đã phá vỡ cuộc cãi vã. Cuối cùng, cả nhóm bắt đầu nghe theo Mark đi tiếp, đến một lỗ thông khí, Mark trèo lên xem thử thấy đồn cảnh sát, nghĩ rằng sẽ được cứu, ai dè gọi không ai bắt máy. Trên trời có phi thuyền ngoài hành tinh khổng lồ phát ra các tia sáng xanh, quân đội của thành phố cũng đã cho máy bay không người lái ra tấn công, làm xảy ra vụ nổ toàn thành phố. Nhóm người của Mark dưới hầm cũng không tránh khỏi, hầm bị sập đã khiến những người chạy sau không thoát nạn. May Mark, Chen và một số người khác may mắn thoát chết, nhưng chưa bao lâu Gaki bị xúc tua của con quái vật kéo vào phía trong hầm. Những tia sáng xanh phát ra lại lôi Chen vào cơn mê, Mark phía bên này không ngừng nổ súng để cứu con trai, con quái vật cũng đã bị hạ gục. Gaki tưởng đã mất mạng nhưng may mắn vẫn còn sống, vừa kéo Gaki thoát thì con quái vật đã hồi sinh trở lại, dùng những xúc tua dài ngoằn kéo lấy chân Mark, khiến anh rơi vào khốn cùng. Nhưng số chưa tận nên vẫn còn sống, lên tới mặt đất nhìn khung cảnh khói đen mờ mịt trước mắt, bọn họ đã chạy bạt mạng tìm nơi trốn. Còn Gaki bị thương không muốn trở thành gánh nặng nên đã bảo mọi người rời đi trước, một mình anh ta quay lại đấu chọi với con quái vật. Mark vừa chạy vừa không ngừng liên lạc sở cảnh sát nhưng vẫn bằng không, bọn họ thấy chiếc trực thăng đã chạy ra tìm sự hỗ trợ nhưng tiếc là bị quái vật chặn lại, nó còn bắn ra tia sáng phá hủy trực thăng. Chen nhìn về phía quái vật lại mất đi lý trí và bị hút vào con quái vật đó, những người còn lại cũng vậy, chỉ còn mình Mark. Anh không ngừng nổ súng vào nó nhưng điều đó so với nó chỉ là gãi ngứa. Cuối cùng cũng hút luôn Mark vào bụng nó. Con quái vật nuốt trọn hết nhóm người Mark, đã quay về phi thuyền của nó. Mark tỉnh dậy trong đống nhảy nhụa, bò tới vị trí của Chen, thấy con trai bị con quái vật tóm lấy, Mark đã nổ súng cứu con trai mình. Bên này, bộ não Gia Dốc ở phần một bộ phim trong hình hài người máy đang làm gì đó, mở ra một lỗ trong thân tàu. Những người đang nằm nhấp nháp bị hút vào cái lỗ đó, Chen cũng đã bị hút đi, Mark đang gắng hết sức kéo con trai mình lại, đã bị xúc tua của con quái vật kéo lại. Trên tay anh có súng đã bắn vào con quái vật khiến nó nhà anh ra, rơi xuống nước. Dưới đáy hồ có một lực hút cả người Mark bị theo đó mà xuống một cái lỗ đó dẫn ra ngoài. Người anh đang chuẩn bị rớt ra ngoài thì có tia sáng xanh lao tới, anh ta liền leo vào trong, đến một nơi mà đang sản xuất ra những hình hài như Gia Dốc. Anh đã bị quái vật phát hiện và dồn dập tấn công, đến thời khắc cuối cùng, Gia Dốc đã kịp thời cứu, liền quay đi khiến anh chưa kịp định hình. Mark biết nó không phải địch nên đã đuổi theo và cần sự trợ giúp cứu con trai mình, Gia Dốc dẫn Mark tới nơi ở của Eli. Mà lúc này Eli đang chuẩn bị đẻ, Mark cũng giúp đỡ cô. Cô lúc này cũng kể lại quá trình bọn ngoài hành tinh thực hiện, đó là dùng não bộ người để vận hành cỗ máy. Cuối cùng, đứa trẻ cũng chào đời nhưng Eli không còn giữ được mạng. Mark bắt đầu trao đổi điều kiện với Gia Dốc, nếu anh ta giúp Mark tìm được con trai, Mark sẽ đưa đứa con anh ta khỏi phi thuyền. Gia Dốc bắt đầu dẫn đường cho Mark, dẫn Mark trang bị một chiếc vũ khí ở tay. Gia Dốc và Mark đến một nơi có thể quan sát được toàn cảnh của con phi thuyền, để kiếm Chen, và cũng tìm thấy nơi Chen ở. Nhưng bọn họ đã bị các con quái vật khác phát hiện, Gia Dốc đã kịp thời mở ra cho Mark nhảy ống đó trốn thoát. Trong cái ống đó, Mark hội ngộ nhóm người cùng đồng hành với mình và cũng gặp lại Chen. Tưởng trong đó an toàn nhưng không, có con quái vật dùng xúc tua của mình kéo Chen đi, tách não bộ cậu ta ra ngoài. Thấy vậy, Mark cũng liều mình xông lên đánh với quái vật, anh bị nó tóm được nhưng với sự kiên trì đã đánh bại nó. Có người máy xuất hiện, nghe thấy tiếng trẻ con kêu, nó đã tiến tới gần muốn lấy mạng nó. Gia Dốc bên này cũng ném một thứ gì đó màu xanh đã làm hệ thống phi thuyền nổ tung, khiến nó đáp mặt đất. Mark, đứa trẻ và một số người vẫn còn sống sót. Họ đã ra khỏi phi thuyền, nhảy xuống dòng sông qua bên bờ bên kia đã gặp Sua và Kania, em gái hắn. Hai anh em họ đã đưa tới một căn chòi nhưng vẫn không quên cầm súng cảnh giác. Sau đó, Sua phát hiện ra Mark là cảnh sát nên đã xảy ra đánh nhau. Đột nhiên có nhóm cảnh sát cầm súng xuất hiện khiến bọn họ nấp một bên quan sát. Hóa ra từ ở đây bọn họ buôn mai thúy nên mới sợ cảnh sát đến vậy. Mark nghe vậy ngỏ lời giúp và nhờ Sua đưa đứa bé tới y tế.
đứa trẻ lớn nhanh như thánh gióng, chưa đầy mấy ngày đã lớn bằng đứa trẻ mấy tuổi. Sáng hôm sau, Mark chưa tỉnh giấc đã bị mũi súng của một tên tóc dài chĩa vào mặt, may mà Sue kịp thời nổ súng làm hắn bị thương, tóm ngay hắn đi theo. Cả đội của Mark băng rừng vượt suối tới khu đền Wasia, họ trèo xuống một tầng hầm dưới lòng đất. Gã tóc dài cũng bị tóm vào nhà lao, nơi đây còn có các thiết bị y tế, đứa bé được đưa tới khám và bác sĩ là một người đàn ông có tên là Hamper. Sue cũng gọi Mark ra nói chuyện về đứa bé kỳ lạ này, nhưng Mark ý không muốn nói nhiều vì anh không tin tưởng bọn họ. Hamper đang kiểm tra DNA của đứa bé thấy rất kỳ lạ không giống của người. Nghe xong, Kania nghĩ gì rồi chạy tới giường đứa bé gây sự. Mark cũng chạy tới giải thích rằng, lúc trên phi thuyền anh đã thấy chúng lôi những đứa trẻ ra làm thí nghiệm, những đứa trẻ khi nhìn thấy ánh sáng đó đều chết, hết chỉ còn lại mình đứa bé này và đứa bé này có thể sẽ cứu được những người còn lại. Hamper cũng nói rằng cơ thể cô bé đang biến dạng, sự tăng trưởng nhanh chóng làm cơ thể kiệt quệ rất cần được truyền máu. Nhưng cô bé không phải người nên không ai cùng nhóm máu, nhưng Mark nhớ tới việc mình được trang bị vũ khí, vậy là máu của anh có thể cứu được cô bé. Phía bên này, Hamper đang nghiên cứu cái thứ màu xanh xanh tấn công con người, anh phát hiện nó là loại vi khuẩn ngoài hành tinh, tương thích với DNA của con người, và đã có cách giải cứu mọi thứ bằng cách dùng máu của đứa bé. Sau đó, Sue dẫn Mark và cô gái tới kho lấy vũ khí, ra ngoài chiến đấu. Hai cô gái đến một sườn đồi đặt pháo, bom để chống lại lũ quái vật, nhưng vừa xong con quái vật đã xuất hiện khiến cô gái theo Mark ngã dưới đất, Kania thấy vậy nổ súng liên tục về phía con quái vật. Súng của Kania hết đạn nên cô đã rủ nó tới chỗ đặt bom, nhưng vẫn không đủ cho nó chết, lần nổ thứ ba cô đã bị chôn thay với con quái vật. Ba người đàn ông bên này quan sát vô cùng lo lắng, trên trời có phi thuyền ngoài hành tinh bay tới gần, cô gái đành phải rút lui về đường hầm. Mọi người trong hầm chuẩn bị vũ khí đầy mình và tìm chỗ lánh nạn. Mark đã quyết định một mình đi đối phó với phi thuyền ngoài kia. Bên này Sue cùng Hamper đang giăng bẫy tấn công quái vật, tiêu diệt được một hai con thì có người máy lao tới. Với cơ thể đầy sức mạnh thì nó không ngừng tấn công. Mark đã gắng gượng bơm cho nó một thứ gì đó cùng với mồi lửa thiêu đốt nó. Hết con này lại tới con khác, lần này trong phi thuyền đã xuất đội quân người máy tác chiến. Mark đã ra ngoài, còn Sue trong lao ngục đã mở cửa cho các tù nhân cùng mọi người chạy thoát ra ngoài. Vừa đặt chân khỏi hầm, cả nhóm người đã bị phi thuyền trên cao phát hiện khiến tất cả mọi người vô cùng hoảng loạn. Đang định rời đi, bỗng xuất hiện một con người máy khổng lồ đang bước tới phá hủy các đền. Mark đang đánh tay đôi với một con người máy, vào lúc nó định tiễn Mark đi chầu Diêm Vương thì nó thấy chiếc nhẫn, nhớ lại gì đó mà đã khựng lại, rồi mất tập trung đã rơi xuống. Mark đang cầm trên tay quả hình cầu màu xanh, và tiêm vào đó một thứ gì đó khiến nó chuyển sang màu đỏ, ném nó vào một lỗ phát ra ánh sáng trong tàu khiến cả phi thuyền rực đỏ. Mark lăn ra ngoài thấy tình thế nguy kịch đã làm tay biến, ra vũ khí có thể tiêu diệt lũ người máy này. Mấy con này càng lúc càng tiến tới nhiều, Mark và mọi người không ngừng đánh trả. Phút cuối xuất hiện một con người máy to cao gấp chục lần những con trước, đang từ từ bước tới. May sao có một con khác cũng vậy có đôi mắt đỏ tới ngăn cản, và Mark cũng nhận ra rằng đó là Chen. Nhưng con mắt màu xanh khỏe hơn khiến con mắt đỏ phải lùi về sau. Mark thấy vậy đã tới giúp đỡ, bắn một tên lửa vào sau con mắt xanh nhưng con mắt đỏ đã bị hạ gục. Đứa bé đã tới gần con mắt đỏ đã bị con mắt xanh phát hiện, con mắt đỏ cũng vực dậy và bắn một mũi về phía đối phương khiến cho con mắt xanh đã bị tiêu diệt. Xong xuôi, Chen trong hình hài mới đã xuống đập tay với ông bố, cô gái, đứa trẻ và Sue vẫn còn sống sót. Chen đã về với đội của Mark cùng chống lại những người ngoài hành tinh kia. Vậy là phần 2 của bộ phim Vùng Trời Diệt Vong đã khép lại để lại cho chúng ta nhiều cung bậc cảm xúc khó mà diễn tả. Đến phần này ta thấy được tình cha con rất thiêng liêng, người cha sẵn sàng trả giá bằng mọi thứ để có thể cứu được người con của mình. Tiếp nối phần 1 và phần 2 chúng ta sẽ đến với bộ phim Vùng Trời Diệt Vong 3. Trên hành tinh xuất hiện loại virus đe dọa biến những người hành tinh lai thân thiện, đang sinh sống trên trái đất chống lại con người. Đội trưởng Zhou Kolei dẫn theo đội lính đánh thuê tiến hành nhiệm vụ bảo vệ những gì còn sót lại của nhân loại. Đã 5 năm, từ ngày cô ấy vì cứu trái đất đã tự tay giết cả hàng nghìn người biến dạng. Cái giá phải trả cho chiến thắng quá sức chịu đựng của cô ấy. Sau đó không còn ai nhìn thấy cô nữa. Tại một khu tị nạn, một nhóm người lục soát và tra hỏi thông tin về cô. Cô nhanh chóng lấy huyết thanh và rời khỏi đó. Cô tìm đến một trại cách ly ở đó con người, và cả người ngoài hành tinh đều bị nhiễm thứ virus mới kia. Chúng ăn sâu vào trong cơ thể con người rồi từ từ hủy hoại nội tạng từ bên trong. Tay phải của Zhou đang ngày càng lão hóa nhanh hơn và cô bác sĩ bảo rằng sẽ thay nó cho cô như việc cô đã thay chân cho tù trưởng xấu số khi ông phẫu thuật đã nhiễm loại virus đó. Đột nhiên nhóm người truy lùng cô xông vào sau hàng loạt màn giao lưu võ thuật, cuối cùng Zhou cũng bị còng tay và đưa về căn cứ. Hắn chào mừng cô trở lại và giao cô cho một hạ sĩ tên Cờ Lâu Ôn. Cô tưởng mình đã được giải thoát sau khi đem lại chiến thắng cho tổ chức, nhưng không, đối với tên Dâu Bạc điều quan trọng hơn cả chiến thắng đó, chính là giữ gìn hòa bình. Loài người và người ngoài hành tinh hay gọi là phi công đã chung sống với nhau, hòa bình một thời gian, nhưng gần đây người ngoài hành tinh đã nhiễm virus, là họ bắt đầu trở lại bản chất hung bạo ngày xưa. Điều đó sẽ làm cho xảy ra một vụ săn lùng tàn khốc nữa.
họ một lần nữa quay lại và xé nát não con người. Họ đã mất hàng ngàn người ở Dublin và nếu như không có giải pháp sau 72 giờ, thì London sẽ trở thành địa điểm tiếp theo bùng nổ đại dịch. Lõi của chiến hạm mà Joe phá 5 năm trước đã biến đổi trước khi bị hủy hoại, và chỉ cần họ khôi phục được nó sẽ giúp cho hàng triệu phi công, trong vòng 100 năm nữa. Để bảo vệ toàn nhân loại, ông Joe Bạc đã đề nghị Joe cùng hợp tác tham gia chiến đội, với sứ mệnh cao cả này, để đưa các phi công đến hành tinh xanh và giải đáp mọi thắc mắc liên quan. Chiến đội bao gồm những người tốt nhất trên hành tinh, đầu tiên là Leon với tay đấm cừ khôi sẽ là người hộ tống riêng của Joe. Kế tiếp là Di chuyên gia phá khóa mạng. Tiếp theo là đại ta Cờ Lâu Ôn, một tay bắn tỉa thuê và là lính hải quân, nhưng anh ta có vẻ khó tính. Sau đó là Alex với khả năng tìm kiếm và tiêu diệt mục tiêu. Cô ta có thể mò kim đáy bể và hủy hoại chúng theo định kiến cực đoan. Và vai trò của Joe chính là dùng sức mạnh để tách lõi ổ đĩa. Cô được xếp cùng phòng với một phi công tên Chen, anh ta khá hung hăng, nhưng vẫn đồng ý để Joe trợ giúp anh ta trong việc sửa chữa mạch điện tử của các thiết bị máy móc. Chen làm cô nhớ đến bố mình, cô đã tìm kiếm ông ấy suốt 5 năm vừa qua. Không phải cô không muốn giúp cho kế hoạch giữ gìn hòa bình, nhưng mỗi lần cô dùng bàn tay của mình, cô sẽ phải chịu đau đớn và hậu quả khó có thể lường trước được. Trong giấc mơ cô vẫn mơ đến bố mình khi ông ấy đã bảo vệ cô, và không để ai làm hại cô. Cô được đánh thức để đi tiếp nhận hoạt động cùng chiến đội. Sau khi ông Joe Bạc thuyết phục, Joe một lần nữa tham gia biệt đội giải cứu trái đất. Cô là cách duy nhất hoàn thành được mục tiêu, bởi lẽ cô được trời ban cho sức mạnh bẩm sinh khi tiếp xúc với công nghệ hành tinh. Tất cả lên chiến hạm vào đi vào hố đen vũ trụ, ở đó Joe và Leon đã kể về cuộc đời mình cho nhau nghe. Cuộc chiến đã khiến họ mất đi người thân, mất đi cuộc sống yên bình vốn có. Họ đến được hành tinh xanh và tất cả vào vị trí để tiến hành công việc. Chiến hạm bị tấn công trở nên rung lắc dữ dội và họ phải hạ cánh gấp, may mắn rằng tất cả đều ổn. Di và Alex kiểm tra tình hình, thì xung quanh họ 10 dặm không có sự sống và áp lực ở đây nặng gấp nhiều lần so với trái đất. Còn ở trái đất, phi công dần biến dạng và tấn công con người. Cả chiến đội đi dò thám xung quanh, mức cảnh giác được đẩy đến mức cao nhất, bất kỳ một tiếng động nào cũng cần đề phòng. Và rồi họ bị một đám sinh vật bao vây. Chen đã rời khỏi đội hình và đi tìm chúng, nhưng điều đó làm cản trở chiến đội vì họ không thể bắn vào hướng mà âm thanh truyền đến. Cờ Lâu Ôn đã bắn được một sinh vật nhầy nhuộm và kỳ lạ. Họ đến xem xét nhưng đột nhiên tín hiệu biến mất làm họ lơ đãng và quay lại thì không thấy sinh vật đó đâu. Nó từ đằng sau bắt lấy Alex và kéo cô lăn vài vòng. May là có sự giúp đỡ của cả đội nên cô đã an toàn. Joe phát hiện ra chúng không thể nhìn thấy xuyên qua ánh sáng, nhưng đột nhiên cô bị một con kéo ra xa. Cả đàn tấn công toàn đội, họ cùng nhau chiến đấu nhưng đạn dược có hạn. Những sinh vật này quá đông khiến toàn đội bị thương. Joe sử dụng khả năng của bản thân nhưng tay của cô không thể hoạt động được, dù đã dùng hết sức. Lúc nguy cấp, Chen đã đến và bảo vệ Joe, nhưng Alex không may mắn như thế, cô bị một con tấn công từ sau và đâm vào chân cô ấy. Dù không muốn nhưng tất cả phải rời đi và để Alex ở lại. Những tên quái vật bao vây cô, Alex sử dụng quả cầu kéo theo chúng cùng chết và làm nổ cả hang động. Chiến đội đã hy sinh một thành viên, cả đội xảy ra lục đục và mọi người hoài nghi về khả năng của Joe. Ở trái đất, phi công đang bắt đầu tấn công trại cách ly, một tên đã làm bị thương ông Grant, cô bác sĩ tiêm cho hắn một liều nhưng chưa đủ để hắn tỉnh táo lại. Cô gái trẻ này đã bắn được nó nhưng ông Grant cũng không thể cứu được nữa. Chuyển cảnh đến hành tinh xanh, Joe muốn giải thích với Leon về việc cô đã phá hủy chiếc tàu khiến chị anh ta phải mất mạng, nhưng rồi rất nhiều con quái vật đến tấn công họ. Cả hàng trăm hàng ngàn con lao đến. Joe bảo mọi người chạy đến chụp đèn sáng vì cô đoán chúng không thể nhìn xuyên ánh sáng. Và quả đúng là như vậy, lũ quái vật bắt đầu rời đi nhưng mặt trời lặn, ánh sáng biến mất. Những tưởng sẽ không còn khả năng sống sót thì một thứ gì đó lao đến và quét sạch những con quái vật. Nhân lúc ấy cả đội trở lại chiến hạm. Họ thấy một vòng cầu quỹ đạo, Joe đến và thử dùng năng lượng vào nó. Nhưng cô đã bị biến đổi và trở về nguyên bản của mình. Cô như được thêm một năng lực mới, cô quay lại phát ra một thứ ánh sáng và rồi nhảy xuống vực. Cô bị những xúc tu treo ngược lên và truyền vào não cô một thứ gì đó, cả người cô tràn đầy sức mạnh. Chen nhảy xuống để cứu cô, nhưng Joe đã bị tên quái vật đầy xúc tu kia thao túng tâm lý và tấn công ngược trở lại Chen. Nhưng cô nhặt được sợi dây truyền và nhớ ra tất cả. Cô dùng năng lực đánh trả lại hắn. Hóa ra những lần cô đóng băng và không sử dụng được sức mạnh đều ra do hắn điều khiển. Joe đã trở lại và lợi hại hơn xưa. Tay cô Leon đã phản bội họ, hắn đâm vào Chen và bảo Leon rời đi để Joe một mình chiến đấu, thậm chí trước khi đi còn ném lựu đạn vào trong. Nhưng Leon đã chọn cách ở lại bảo vệ Joe. Anh từ trước đã biết bọn họ lợi dụng cô để lấy lõi ổ đĩa và tạo ra thứ vũ khí hủy hoại hết tất cả phi công trên trái đất, nhưng anh chọn ở lại để giúp cô vì anh biết những phi công đó là một phần của cô. Joe đã tìm thấy chiến hạm của mình và điều khiến nó giết chết những tên quái vật. Tên khốn Joe Bạc chính là kẻ chủ mưu, hắn muốn tất cả bị hủy diệt và hắn đã thả một quả đại bác xuống nhằm phá hủy nơi này. Joe và Leon sát cánh cùng nhau vượt qua vụ nổ và tiến vào không gian.
Di đang nghi ngờ về cái chết của những người trong chiến đội điều này, khiến Cờ Lâu Ôn chột dạ và hắn cùng Di đã có cuộc giao lưu võ thuật gay cấn. Zhou và Leon đã trở lại chiến đội nhưng lúc này sức lực của Zhou đã cạn kiệt. Tên Zhou bạc đã đến đón tiếp họ bằng một phát đạn vào người Leon. Ông ta nói rằng virus mà ông ta dùng lên những phi công khiến họ ra đi một cách nhẹ nhàng hơn, nhưng chúng đã phản tác dụng khiến những phi công tấn công lại loài người. Vì vậy ông ta cần đến Zhou để xóa sổ tất cả những phi công trên thế giới và trả lại trái đất cho con người. Ngay lúc này Zhou đã thả Chen ra để tấn công gã Zhou bạc. Một cú đánh một cú đấm khiến hắn ngã nhào và văng khẩu súng ra xa. Nhưng Vai Ô Lừng không biết chuyện gì đã nghe lời hắn và tấn công lại Chen. Lúc này tên Zhou bạc cố gắng với lấy khẩu súng thì bị Leon ngăn lại, nhưng Ôn xuất hiện và cả hai có màn tỉ thí võ thuật với nhau. Ở phía bên kia trái đất, những phi công nhiễm virus bắt đầu tấn công loài người một cách mạnh mẽ hơn. Cô bác sĩ và cô gái trẻ dũng cảm cùng nhau chiến đấu. Họ bắn hết phi công này đến phi công kia liên tục không ngừng nghỉ. Hai tay hai súng bắn chết từng tên một. Còn tay bệnh nhân chiến đấu với từng phi công nhiễm bệnh một, anh ta leo lên xe rồi nhảy lên người và cho chúng một cước chí mạng. Ở phía chiến hạm họ đánh qua đánh lại nhưng Chen và Leon dần đuối sức và trở nên yếu thế. Tên Zhou bạc cầm lấy súng bước ra và chế nhạo phi công cũng như cô và cha cô. Có lẽ lúc này Vai Ô Lừng đã hiểu ra và đứng ra trước bảo vệ cho cô. Thế rồi tên quái vật xúc tu bước ra, hắn dùng những xúc tu dài kéo lấy tên Zhou bạc và cho hắn một quẹt đi đời. Vai Ô Lừng bước ra và đóng cửa chiến hạm không cho tên quái vật kia ra ngoài, bởi nếu hắn ra ngoài sẽ hủy hoại mọi thứ trên trái đất. Di đến và đưa truyền huyết thanh cho Zhou giúp cô hồi phục lại sức mạnh. Leon và Di đưa Chen vào trong, còn Zhou ở lại chiến đấu với tên quái vật xúc tu. Có lẽ đây cũng chính là sứ mệnh của cô, chính cô phải hoàn thành chuyện này. Hắn ta lấy xúc tu dài của mình, bắt lấy Zhou, may mắn cô đã thoát ra khỏi và trốn sau một tảng gỗ. Lúc này Chen đẩy Leon và Di ra và anh ta bị mất kiểm soát khi liên tục tấn công Leon. Tên quái vật dùng xúc tu bắt lấy tay Zhou và dùng cố gắng điều khiển tâm trí cô, nhưng Zhou đã dùng năng lực của mình đánh trả lại hắn và cho hắn một đòn vào bụng. Lúc này trong không gian quỹ đạo vũ trụ hút lại và tất cả cố bám trụ lại chiếm hạm, còn tay Cờ Lâu Ôn bất tỉnh không biết gì nên đã bị hút đi. Tận dụng cơ hội tên quái vật dùng xúc tu để kéo ba người họ ra khỏi chiến hạm. Lúc này Chen đã tỉnh lại, anh thực hiện lời hứa với Zhou. Anh buông tay ra và kéo theo tên quái vật rơi vào vũ trụ. Lúc này Zhou dùng hết sức mạnh của bản thân đóng lại cánh cửa vũ trụ và cứu lấy một phần cơ thể của Chen. Nhìn Chen ở trên giường bệnh, Leon mới nhận ra bản thân mình trước đây hoàn toàn sai khi nghĩ họ chỉ là những con quái vật vô tình, nhưng giờ đây, trước mắt anh là hình ảnh một anh trai sẵn sàng hy sinh cứu em gái mình. Ở trái đất ba người họ vẫn đang hết sức chiến đấu chống lại những phi công bị biến đổi. Chiến hạm của Zhou đã trở về và hút hết tất cả những phi công vào trong. Bây giờ chỉ cần huyết thanh mà cô bác sĩ chế ra thì họ có thể trở lại như bình thường. 3 tuần sau tất cả những chuyện xảy ra, Chen đã hồi phục và họ vui vẻ nói chuyện với nhau. Khép lại bộ phim, Di đã hack được hệ thống của tên Zhou bạc và biết hắn đang giam giữ phi công ở một nhà tù, trong đó có bố của Zhou. Họ tiếp tục chuyến hành trình giải cứu những phi công bị giam giữ. Phần 3 của bộ phim mang cho người xem những cảnh phim mãn nhãn cùng những màn võ thuật đỉnh cao. Trải qua tất cả, cuối cùng trái đất một lần nữa trở về trạng thái yên bình, với sự chung sống của con người và phi công. Hãy like và subscribe kênh chúng mình để xem được nhiều bộ phim hay như vậy nữa nhé!